Hello anh em luôn, anh em ơi, là mình thì bé của chị em ơi, tiếp tục câu chuyện bảo dưỡng khắc phục sửa chữa sớm nha anh em. 135 tới em nha, làm cái nồi thôi. Anh trai nói là tới làm cái nồi, cái xe này cái nồi vừa rộng mà vừa yếu nữa, nồi chảo yếu xèo rồi, ngồi máy móc rồi còn ok lắm, ngon lắm nha anh em. Giờ tháo ra nè, thấy nguyên cái lọc nhớt lô luôn, ngon ở đâu thì em chưa biết, nhưng mà cái xe này mà đi chừng mấy tháng nữa không ai cái lọc nhớt đem dục luôn nha anh em. Lọc nhớt là nó nghẹt bít cái đường bơm nhớt luôn, mấy cái lọc nhớt này quan trọng lắm, nó mà tan gãy thì nè nghẹt đường bơm nhớt nè, không bơm nhớt cái đầu lòng dài bữa lấp bền cái báo đời luôn, báo đời báo kiếp là do nói nha anh em. Tiến hành tháo cái nồi ra kiểm tra cho anh em coi coi cái gì hư nè, cái nào hư thì mình thay nha, còn cái nào mà không hư thì mình cũng thay luôn, tại vì mình lỡ tháo cái nồi ra là mình phải thay hết nha anh em, mình nói chơi với anh em vậy thôi chứ cái nào hư là mình thay hết nha anh em. Còn nào không hư là cũng thay luôn. Ủa nói dòng cho tao quốc nãy giờ là hai không người ta về là thuốc rồi, thuốc hoặc bị thuốc rồi anh em, dập mình là bị thuốc chứ còn gì nữa, không mấy thằng kia nói vậy anh em ơi. Nói chơi với anh em thôi chứ cái này mình sẽ cân đối kiểm tra đồ nha, cái nào xài được thì xài. Cái xe của ảnh á là đi tới nay là 75.000 cây rồi, nhưng mà xe đi rất là kỹ luôn, nhất nhau cũng ok lắm, do mới đây là hai cái lọc nhất nó lô thôi, chứ còn đợt trước anh nói là hai nhất hãng không à, cho nên là mình sẽ kiểm đồ, cái nào hao mòn á thì mình thay anh em, còn cái nào mà khắc phục sửa chữa phục dựng thì được á mình sẽ phục dựng. Xe này á đang bị tình trạng là trọng cành cho vào bên cành là chỗ này kết nối giữa cái nhông sắt ở trong á, chứ cái đế giờ ở ngoài á là bằng cao su, cho nên một thời gian lâu dài nó dẫn tới tình trạng là cao su biến dạng, hay nó giọng cành cành là do cái cao su giường heo, thì mình sẽ tháo ra mình thay cao su giường heo mới. Còn lá bố sau khi mà tháo ra lựa đồ thì lá bố của xe này là còn ok, nói ok thôi thì nó cũng hao mòn chứ lại nó không còn bắt nữa, nhưng mà nó không bị cháy đi những xe khác ha. Xe của anh đi 75.000 cây đi rất là kỹ luôn thì nó mới được cái bộ bố ngon lành như vậy ha. Còn phần lá sắt nè anh em, nó bị đốm đốm nè, sọc sọc nè anh em không, nó đốm đốm là cái phần đó là bố với sắt đang không đều thì nó dẫn tới tình trạng đốm. Ngoài ra mình lật cái mặt khác lại thì nó bị khuyết nữa nha anh em. Thường cái tình trạng là lá sắt bị khuyết vậy thì xe mình đi khoảng chừng 50.000 cây trở lên nổi khuyết. Về cái phần mặt nhôm thì đây là phần mặt nhôm zin theo xe từ đó giờ, cái xe này chưa tháo ra lần nào hết anh em ơi, cho nên là sẽ khắc phục tận dụng lại. Phần mặt nhôm nó bị khuyết nhẹ nè do cái lá bố lá sắt ấy nó ma sát. Với phần mặt nhôm thì nó dẫn tới tình trạng là cái mặt nhôm này nó bị khuyết, nó còn rất là mới, còn rất là dày luôn, mình sẽ tận dụng rất là do chủ xe đổi tốn tiền anti chon, thì mình rút cái ti chon là thấy điều bất ngờ anh em ơi, gãy ngang anh em, đứt lề luôn rồi đó. Thường thường á những cái xe 135 á thì ít xe nào nó bị lắm, thì tỷ lệ cái xe mà nó bị nó khoảng 10% thôi, còn những cái xe như lạc 150 đời lét á là bị rất thường xuyên. Cái ti chon này thì nó đi kèm theo một bộ nha anh em, cho nên là mình tới hai một bộ cần ti chon đi xét. Trong quá trình mình tháo bộ cần ti chon ra thì mình thấy ủa sao cọc dây con này nó kỳ vậy ta, cọc dây con này anh nói là do anh mới vừa cắt nha, anh thấy đăng con không được nữa thì anh tưởng là dây con bị giãn cho nên là anh cắt dây con, sau khi cắt xong thì nó cũng bị thịt vậy luôn anh em, không có tăng con gì được hết á. Nguyên nhân mà anh em tăng hết con á là do cái bộ nội của mình á, lá bố nó bị mòn nha anh em, thì nó mới không tăng con được, chứ không phải là do cọc dây con này nó giãn đâu. Cọc dây con này á, một là nó đứt, hai là nó bị gít ở trong nha anh em, xét á, nó bám ở trong cho nên là nó bị gít thôi, thì mình tiến hành thay cho anh trai cọc dây con mới, set up cho anh trai giữa phần bộ nồi thì lá bố á, là mình thay lá bố mới anh em. Hầu như những cái xe 135 á, mấy anh em mình đi tới mình á là mấy anh em đã đi từ trên 50.000 cây, cho nên á là những cái xe mà làm nồi là mình đều hai bố mới. Còn lá sắt á thì có tùy xe, xe nào mà nó bị khuyết nhiều quá như xe này á thì nó buộc mình phải hai lá sắt thôi, còn xe nào mà lá sắt còn ok đẹp thì mình sẽ giữ lại. Mặt nhôm á thì mình tận dụng tối đa, vệ sinh sạch sẽ nè, sau đó thì mình sẽ vớt lại một bát cho cái bằng mặt nhôm này nó láng mịn lại, chứ chưa thiết phải thay đâu anh em. Ngoại trừ á là đã có nhiều thợ thầy người ta đụng vô người ta cắt vớt nhiều lần thì bắt buộc mình phải thay cặp mặt nhôm mới thôi anh em. Đi bộ cần đi con á thì mình thay nguyên một bộ mới luôn, thì cần đi con ECS này nó bằng thép đặc nguyên cây luôn, cho nên nó là rất là bền, đi là nhìn nó xấu xấu nó dơ dơ thôi, chứ mình đi nguyên cái đài xe luôn cũng không nhầm nhòi nó hết á. Kế tiếp một cái tiểu tiết cực kỳ quan trọng, đây là cái phốt bơm nhớt cho anh em, nó nằm ở trên phần nắp nồi. Nãy mình có nói với anh em á là cái phần lọc nhớt á nó tan gãy ra, nó dẫn tới tình trạng là những cái cặn nhỏ li ti á nó bơm vô cái đường bơm nhớt rồi anh em. Trong cái nắp nồi á thì mình tháo ra mình vệ sinh đường bơm nhớt nè cho nó sạch sẽ, xong rồi nó thay luôn cái phốt này mới nha, mình không có xài lại phốt cũ. Còn lọc nhớt ở shop mình sử dụng 100% là lọc nhớt zin, trong bịch thì vậy lọc nhớt zin nha, những cái hộp mà màu đỏ đỏ tỷ lệ lô rất là nhiều. Sau khi mình khắc phục thay cao su dùng heo á, cái phần nhông sắt á với cái phần mà nhôm ở dưới nó không có còn cái độ gơ như lúc ban đầu nữa ha, thì nó sẽ hạn chế phần giọng cành cạnh nha 135. Cuối cùng á thì anh trai chọn cái dòng nhớt là ZK, cái dòng nhớt này giá rẻ anh em ơi, chỉ 130.000 thôi. Sau khi làm nồi xong anh trai sử dụng 500 cây thay nhớt mới. Cảm ơn em nha, anh em nào có nhu cầu sửa chữa khắc phục bảo dưỡng chuẩn bị xe đi về quê tới thì cứ liên hệ cho mình nha anh em, mình đã bị do thời gian, cảm ơn em rất là nhiều nha anh em ơi.